tư vấn trước rồi em về. Tại vì nếu mà khi nào sắp đặt được thì sẽ đi tới làm á, là phải báo mình báo biết có túi hay không nha. Tại hiện giờ tình hình nó là nó không có túi. Các loại luôn hả bác? Chỉ có không chip thì bác còn một mới cập nữa, nó có thể làm một hai ngày thì nó sẽ hết rồi. Mà Thalo nó mới báo về là tới 6 hoặc 7 tây có thể về thôi chứ chưa chắc về. Là tình hình cả nước luôn, chứ không phải một mình bác. Nếu làm là em sẽ báo chứ khoảng bao lâu? Không không, khi nào mình chuẩn bị làm thì phải hỏi thôi. Mình bắt rồi có túi nó về chưa? Chứ hiện nay giờ là không biết, không biết khi nào luôn. Bên hãng nó nói cuối tháng 4 về, cái cuối tháng 4 không về, cái nó hẹn nửa tháng 4 nó hẹn cuối tháng 5, bây giờ cũng không có luôn. Thì trước mắt bây giờ bác vô bác tư vấn xài túi cho mình trước đi nha. Rồi khi nào sai thôi hả bác? Đặt đường nách, đường chân ngực hoặc đường quặn thôi. Là do em chọn hả? Đúng rồi. Tại vì ngực mình là ngực này ngực nhỏ thôi. Ví dụ như mình muốn cái sẹo giống hết nách thì mình sẽ đi đường nách. Còn cái sẹo của mình đi đường chân ngực thì mình giấu đó. Có những cái ngực mà nó hơi rũ xuống thì bác phải đi đường nửa quặn, bắt buộc phải đi đường đó. Có những trường hợp là bắt buộc phải đi đường này, bắt buộc đi đường kia, nhưng ngực của mình là đi đường nào cũng được hết nha. Bên bác khi nào có túi thì gọi mình, rồi mình sắp xếp mình có làm không làm thì vậy nha. Dạ. Rồi, vậy đi hết. Rồi, thank you.